khuyết điểm của việc du học tại chỗ. Như vậy, theo thầy thì về phía các trường ở trong nước, chúng ta nên khắc phục những điều gì hoặc là nên có thêm một cái sự đầu tư ra sao để giữ chân các sinh viên du học tại nước nhà? Tất nhiên bên cạnh cái lợi ích là có thể giữ lại được một cái lượng khá lớn về ngoại tệ khi sinh viên học một giai đoạn ở trong nước, thì chúng tôi cho là cái lợi lớn nhất của các trường đại học là tiếp thu được cái từ cái phương cách quản lý trong đào tạo cho đến giáo trình, cho đến toàn bộ chương trình, cho đến trao đổi giảng viên về kiến thức khoa học v.v. Thì đó là những cái điểm lợi mà các trường đại học trong nước cần phải khai thác khi liên kết với các trường đối tác nước ngoài. Và cũng giống như các diễn giả nãy giờ cũng đã trình bày, thì thật ra cái được lớn nhất của các trường đại học đó là cái kinh nghiệm trong đào tạo, thì trong cái quá trình đó tự mình nâng chất các chương trình trong nước lên. Thì như vậy thì không chỉ là những cái phương tiện cơ sở vật chất để hỗ trợ cho đào tạo, mà những cái sâu xa bên trong, trong đó cái chương trình đào tạo, cái phương cách quản lý giáo viên, phương cách quản lý sinh viên và quản lý đào tạo vân như thế nào, thì tất cả những điều đó đều phải thể hiện cho phụ huynh và bản thân sinh viên thấy là đây là một cái chương trình có uy tín, thì từ đó thì sinh viên mới có thể tin tưởng, tin cậy để đăng ký theo học chương trình. Thì như vậy thì từ cái vấn đề giới thiệu chương trình như thế nào, cách tiếp cận với phụ huynh sinh viên như thế nào để giới thiệu cho họ đây là một cái chương trình có uy tín, và tổ chức lớp học, tổ chức những cái buổi giới thiệu chương trình cho phụ huynh và học sinh đến tham quan tại cái nơi tổ chức học cho họ trong tương lai sau này như thế nào, thì tất cả những điểm đó thì chúng tôi cho là vừa là giới thiệu cho phụ huynh và học sinh tin tưởng hơn, vừa là hoàn thiện chính các trường đại học liên kết với các trường đối tác nước ngoài. Bởi vì chúng ta nên nhớ là khi phụ huynh và học sinh bỏ tiền ra để nhận được một tấm bằng của nước ngoài, thì cái mong muốn cuối cùng của họ không chỉ là cái tấm bằng để đánh giá, để nhìn nhận cái quá trình của họ, mà còn là cái công việc làm việc lâu dài sau này cho con em của họ. Dạ vâng. Trong đoạn video clip vừa rồi thì quý vị khán giả cũng vừa theo dõi, thì tôi có để ý đó là đối với các bạn sinh viên thì tôi nhận thấy là có các bạn sinh viên quốc tế. Không biết là thạc sĩ Vũ Tuấn Anh có thể cho chúng tôi biết đó là các bạn sinh viên quốc tế này khi họ đến với Viện Đào tạo Quốc tế NIAE vì những lý do gì ạ? Ở đây thì cũng rất là vui thì khi mà cái viện đào tạo quốc tế NI thì khi mà thành lập thì ngay từ những cái năm đầu tiên thì cũng đã có những cái sinh viên quốc tế, và như là tôi vừa nói thì có là sinh viên của Ukraine, của Philippines, của Singapore, của Anh Quốc đã tham gia và có các bạn đã tốt nghiệp. Thế thì thực sự ra đây thì nó quay trở lại một cái điều, tức là họ là những người sinh sống và họ ở nước ngoài, thành ra họ rất là hiểu về cái câu chuyện là một cái đơn vị đào tạo có chất lượng cao là như thế nào. Tức là họ đánh giá qua là cái đối tác liên kết, đó là những cái đại học uy tín ở tại Anh Quốc. Thứ hai là họ xem là cái chương trình có được kiểm định bởi những cái tổ chức uy tín hay không. Và cái thứ ba là họ đánh giá xem cái lực lượng giảng viên, cái vấn đề học thuật và cái quy trình mà chúng ta quản trị cái giáo dục nó như thế nào. Tức là họ nhìn vào cái bản chất và họ không có để ý vào những cái gọi là ở phía bên ngoài. Và một cái quan trọng nữa thì vấn đề là họ cũng rất là quan tâm vấn đề về cái chi phí. Thì thực sự ra một trong những cái điểm rất là mạnh của cái vấn đề du học tại chỗ đó chính là cái vấn đề chi phí. Bởi vì khi mà chúng ta đi sang học ở nước ngoài, đặc biệt những cái nước như là Mỹ hay là như là Anh Quốc chẳng hạn, thì cái chi phí sinh hoạt nó rất là lớn. Thành thử ra là tôi có thể chia sẻ là các cái bạn sinh viên mà khi mà tham gia vào các cái chương trình ở tại Viện Đào tạo Quốc tế NIE thì sẽ được thừa hưởng là một cái là chúng ta du học tại chỗ và chúng ta tiết kiệm được cái chi phí rất là nhiều và có một cái bằng cấp tương đương. Và chính là các cái bạn sinh viên quốc tế thì họ rất là hiểu về cái câu chuyện về cái tiết kiệm, về cái chi phí, và cái mà học phí khi mà họ đóng vào trong chương trình nó cũng rất là rẻ hơn so với cái việc mà nếu như họ học ở tại Anh Quốc. Ví dụ như là bạn sinh viên mà có quốc tịch Anh Quốc thì nói rằng đây là một cơ hội vàng, bởi vì là so với cả học phí nếu như bạn ấy học ở bên trường đại học bên Anh Quốc của đại học Coventry thì học phí nó cũng lớn hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Thực ra đấy là những cái nó rất là quan trọng để cho cái người sinh viên họ quốc tế họ tham gia vào cái trong cái chương trình của mình. Tiết kiệm, có thể nói là tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Ở đây thì tôi cũng có thể chia sẻ với các bạn là trong cái thời đại mà kinh tế hội nhập toàn cầu ấy, thì cái việc mà chúng ta có bằng đại học nó là đương nhiên. Nhưng mà thực sự ra là trong tất cả các ngành, các nghề thì đứng ở trên quan điểm về giáo dục cũng như đi làm, tôi rất là khuyến khích các bạn sinh viên là nên là học thêm cái bằng cao học. Thì nếu như các bạn mà đăng ký vào cái chương trình mà đại học của Coventry ở tại Viện
NEA thì các bạn có thể học 2 năm ở tại đây, sau đó 1 năm các bạn chuyển sang học ở Đại học Cố vấn Chính bên Anh Quốc, hoặc là các bạn học hết ở tại Việt Nam, sau đó rồi các bạn du học để lấy cái, tức là chúng ta tiết kiệm cái tiền sinh hoạt của những cái năm đầu tiên và chúng ta chuyển sang để chúng ta đầu tư vào cái bằng cao học. Thì như vậy thì cái giá trị về cái nghề nghiệp và cho cái vấn đề học thuật của chúng ta nó mạnh hơn rất là nhiều. Cùng một cái khoản đầu tư nhưng chúng ta có cái giá trị nó rất là lớn. Thưa quý vị khán giả, và thời lượng còn lại của chương trình thì chúng tôi cũng muốn dành để trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email htvtuvantuyensinh@gmail.com. Một thắc mắc, đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh. Đó là các bạn hỏi rằng năm nay thì trường Nguyễn Tất Thành có tổ chức xét tuyển ngành môi trường hay không? Và có dành cho các bạn đã tốt nghiệp phổ thông các năm học trước hay không? Thầy có thể cho em biết chi tiết ạ? Xin mời thầy. Thì năm nay chúng tôi vẫn có chỉ tiêu xét tuyển vào ngành môi trường. Ngành môi trường thì nếu mà các bạn đã có cái điểm thi của kỳ thi ba chung thì các bạn có thể xét tuyển vào cái ngành môi trường này. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái điểm tốt nghiệp phổ thông trung học của mình để xin xét tuyển vào ngành môi trường. Thì nếu mà dùng cái điểm mà tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng tôi sẽ dựa vào cái điểm trung bình. Như vậy là nếu mà tối thiểu là 6 điểm một môn. Còn nếu mà bạn dùng cái điểm của kỳ thi tốt ba chung của Bộ Giáo dục Đào tạo thì phải từ cái mức 3 của Bộ Giáo dục Đào tạo trở lên. Dạ vâng. Thưa quý vị khán giả và các bạn thí sinh thân mến, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm những thông tin cần thiết xoay quanh việc xét tuyển nguyện vọng, cũng như là những thông tin về việc nếu như chúng ta có chọn một môi trường du học tại chỗ thì các bạn cần phải có những điều gì để cân nhắc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng xác định các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc tuyển sinh và hoạch định nghề nghiệp Viện Đào tạo Quốc tế NIAE đã tham gia vào chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như chúng ta có những thắc mắc gì xoay quanh vấn đề này của chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2014, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email htvtuvantuyensinh@gmail.com. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng 2014, trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tổ chức tuyển sinh cho 3.500 chỉ tiêu bậc đại học, 2.000 chỉ tiêu bậc cao đẳng, gồm các khối ngành sức khỏe, tài chính, quản trị, công nghệ, kỹ thuật, xã hội nhân văn và mỹ thuật ứng dụng. Điểm mới năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tổ chức thêm thi tuyển và xét tuyển riêng cho một số ngành. Website ntt.edu.vn, hotline 0902-298-300, 0906-298-300, 0912-298-300, 0914-298-300. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo các bậc đại học cao đẳng, cao đẳng thực hành và trung học chuyên nghiệp, 5 khối ngành sức khỏe, tài chính, quản trị, công nghệ, kỹ thuật xã hội, nhân văn và mỹ thuật ứng dụng. Hiện trường có trên 16.000 sinh viên theo học tại 7 cơ sở trên địa bàn thành phố, được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giảng dạy và học tập. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với đội ngũ 62% có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ sẽ là tòa nhà chi thức chấp cánh cho các em trong sự nghiệp của tỉnh.